Chị đưa bệnh nhân lên, tôi dặn bệnh nhân mấy câu nào. Rồi, đấy, cứ thế mà thực hiện nhá. Bệnh nhân biết liều rồi đấy, nhá. Con tiếp theo. Trọng lượng 60. 60 cân kìa. Chắc dê à? Không béc cũng không dê. Rồi. Màu lông. Tai tái. Rồi. Được hay cái? Được. Rồi. Tên? Xỉu. Xỉu là trâu chứ không phải là chó. Đây người ta hỏi tên chó chứ không hỏi tên người nha. Người là xỉu, chó cũng là xỉu. Thế là như nào? Ôi giời. Bác xỉu à? Mặt làm sao thế này? Anh vừa đi răng hàm mặt về để chỉnh lại cho cái bộ nhá nó thẳng hàng thẳng lối. Hôm qua nó bị lạc trôi. Thế à? Chú hành di khoét chưa về à? Có khi em bảo anh khoét anh ấy chuyển nhượng lại luôn cho em cái cửa hàng này. Em vừa mới đi học cái khóa hành nghề cấp tốc 3 tháng rồi. Mà răng lợi thế này sao lại không sang chỗ em chữa cho? Chú cũng chữa được răng à? Chữa được chứ lại răng gì em chả chữa. Hôm nọ cái con lợn xề nhà bà Quýt ấy nó bị vẩu nhá, mà nó ăn cám vãi hết cả ra. Sang đây em nẹp cho 2 tuần bây giờ nom răng đều phết, trông như răng bác rồi đấy. Ô lão ăn cắp nè. Thế giá cả thế nào? Có mềm không? Hay lại chỗ người quen càng làm cho đau? Nên bác với em hàng xóm, em lấy rẻ bác thôi. Lấy bác bằng giá chó, được chưa? Bác sang em đi, em khuyến mại cho. Bác mà nhổ hàm trên, em khuyến mại nhổ hết hàm dưới luôn. Vừa hôm nọ ra đường nhặt được bộ răng giả của thằng nào đánh rơi. Tuy là răng tàu thôi nhưng mà chất lượng Hàn Quốc. Để em vào em lấy cho mà xem. Thôi, cảm ơn chú. Gớm, nhận cái gói khuyến mại của chú đi để rồi tôi ăn cháo à? Toàn đấy. Tốt mấy cái thứ không đâu gì. Đấy, thời buổi này bây giờ tốt quá cũng khổ cơ. Thế chó của bác đâu? Chó đây thấy. Bác cứ đùa em. Làm gì có con chó nào mà khôn được như bác. Thế bác đến đây có việc gì? Này, dạ. Chú tiêm cho anh một phát, liều mạnh vào. Ôi trời, ôi trời. Đây là thiêu thuốc nhà em, là thuốc tiêm cho chó đấy. Tiêm lộn vào người là phát dại xong đi cắn người đấy. Thế thì đúng mục đích của anh rồi. Chú cứ tiêm cho anh một phát thật mạnh vào để anh về anh cắn cho con vợ anh một phát. Hết khôn rồi đến dại à? Tự nhiên lại đòi đi cắn vợ là như nào? Đêm qua thấy hai vợ chồng vẫn vui vẻ, vẫn hát karaoke đến khuya cơ mà. Điêu, hát đâu mà hát. Vợ anh nó chửi anh đấy. Chửi á? Ôi dồi ôi. Khiếp. Chửi gì mà lúc trầm lúc bổng có cả giai điệu. Hay hơn cả ca sĩ hát ấy. Nó là thế này. Con vợ anh ấy từ hôm mà bị cái con chó nhà ông Đoàng ấy nó cắn. Tính tình nó thay đổi thất thường. Động một tí là nó bực. Động một tí là nó đánh. Anh đang nghi con vợ anh ấy nó bị lây dại từ cái con chó ấy. Bác nói thế nào chứ? Em thì lại nghi là con chó ấy lây dại của vợ bác ấy. Con chó nhà ông Đoàng chính tay em đã tiêm phòng rồi. Mà bác biết không? Cái hôm con chó nó cắn vợ bác ấy, đêm về hôm đấy nó chết luôn. Thật thế không? Thật mà thì... Tay em đi chôn với ông Đoàng đây mà thì... Thôi. Thế là xong rồi. Chú có biết vết gì đây không? Vết cắn. Vết cắn của con vợ anh đấy. Đêm hôm qua nó điên lên nó cắn anh một phát. Thế thì chắc là anh cũng sắp lây dại rồi. Ê không, bác yên tâm. Chó cắn người mới chết chứ người cắn người không chết được đâu. Thế chuyện nhà thế nào, kể em nghe xem nào. Biết đâu em lại có cách giúp. Chuyện nó là thế này. Trời đất ơi, ngán ngẩm cuộc đời. Vợ người ta ấy, khi thấy chồng đi làm về thì lao ra ôm hôn thắm thiết. Mặt mũi thì tươi cười như hoa. Đằng này,
vợ tôi thế nào nhỉ? Ôi trời ơi, mặt lúc nào cũng như cái mâm ấy, sưng như cái thớt ấy, thế là thế nào? Bao giờ thế hả? Cô không thấy tôi vừa đi chở phân về à? Hả? Cười tươi cái lên xem nào. Tươi lên. Ôi trời ơi, cô Tú Việt ơi là cô Tú Việt. Tôi bảo cô cười mà cô cười như mếu thế. Thế là xấu thế là thế nào nhỉ? Hả? Có cần phải đi phẫu thuật không? Hả? Hả? Này, tôi nhịn anh lâu quá rồi nhá. Ngày nào về anh cũng hành hạ tôi, anh cũng hoạch sách tủ điển. Thế bây giờ tôi hỏi là anh muốn gì? Cô dám bật tôi hả? Ừ, bật đấy. Bố láo bố toét nhỉ. Cô quên mất lời cô giáo mầm non dạy là phải biết nghe lời người lớn à? Hả? Vợ với trả con coi trời bằng vung, coi thùng bằng nia, mà coi thìa bằng muội nhá. Hôm nay nhá, tôi cho cô biết thế nào là lễ độ nhá. À, con dở vò hoa mướp. Con thì vào đây. Vào đây. Ếch vò hoa mướp hả? Đã thế nhá. Lòng non xào dưa khú. Vào. Vào. Ái dạ ơi, ái dạ. Chị thua rồi, ái dạ. Thế có còn muốn cháy nữa không? Dạ em tắt lâu rồi ạ. À. Ôi trời ơi. Tắt à? Dạ vâng. Thế sao hồi nay cháy dữ dội lắm cơ mà? Không phải. Em tắt ngấm rồi. Dạ bây giờ không dám cháy nữa. Thế còn ti toe nữa không? Dạ thôi em chưa rồi. Chị bảo gì là em làm theo. Biết lỗi thế, biết ngoan thế tốt nhá. Dạ vâng. Bây giờ ấy, đi vào trong nhà, lấy giấy bút ra, ghi lại 12 nguyên tắc của vợ. Nghe chưa? Dạ vâng rồi, nghe rõ rồi. Ôi trời đất ơi. Ôi trời ơi, vừa mới co cái áo xong rồi thì bù lao bù toẹt. Nói gì đâu. Từng nhịp theo bước chân, mới có hôm nào em còn ngây thơ, bước trên con đường quen thuộc đến trường. Thế nhưng bây giờ em ngồi đây và chờ ai. Dạ, có em xỉu đây ạ. Nhiệt liệt chào đón vợ yêu đã đi ăn sinh nhật về. Úi dồi, sao lại đánh anh? Anh thực hiện đúng theo nguyên tắc 1, vợ về là phải ra niềm nở đón con gì ạ? Đón mà không có hoa. Con thích răng cắm vào môi mà cho ông tận cuống họng không? Ôi trời, dạ thôi. Vợ đừng nóng hại sức khỏe, hoa có ngay. Đây rồi, đây rồi. Nhiệt liệt chào đón vợ yêu của anh đã về. Úi trời, sao lại đánh anh? Mình quen tay thì mình đánh thôi. Mình thích thì mình đánh đấy. Có ý kiến được không? Đấy, khổ thế đấy chú ạ. Vui nó cũng đánh, buồn nó cũng đánh, không vui không buồn nó cũng đánh. Chú biết không, hôm trước nhá, nó đưa cho anh 2 tờ 500, anh bảo là 1.000, vậy mà trái ý nó. Thế là nó vả luôn. Anh ấy lệch hết cả bộ nhá đây này. Bây giờ anh sợ, anh không dám về nữa đâu. Khổ thân. Thế là bác là nạn nhân của bạo lực gia đình rồi đấy. Để chuẩn bị cho cái ngày vùng lên đấy, em nghĩ là chị đã chuẩn bị rất kỹ. Có khi là còn đi tập huấn ở nước ngoài về cũng nên. Tập huấn gì? Tập huấn võ công ấy. Võ? Vâng. Thôi chết rồi. Thế thì đúng rồi. Tháng trước con vợ anh nó về quê nửa tháng, có khi nó lén học võ công cho nên nó mới ra đòn mạnh như thế.
Chú Nhạc ơi, chú bảo anh phải làm thế nào bây giờ hả? Hay là chú cứ tiêm cho anh một liều thuốc dại, một liều mạnh vào để anh có dũng khí anh về nhà. Ấy, việc gì phải bi quan thế? Để em nghĩ thôi. Có cách rồi. Bây giờ như này nhá, bác cứ làm theo em. Này, cái gì đấy? Anh thấy hoảng lắm, sợ lắm. Ôi, lên đây. Sợ cái gì? Đưa mặt ra đây. Ngậm mồm. Đấy, được rồi, cứ giữ nguyên như thế. Này, nhưng mà như thế này đã ổn chưa? Ổn quá đấy, còn gì nữa. Trông sòi 1 mét thế này nhá, nó phải dạy cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 12 rồi. Bây giờ như thế này, căng dây ra. Bây giờ em thả cái dây này ra phát, bác chạy vào cắn luôn, như kiểu chó sổng chuồng ấy nhá. 1, 2, 3 rồi, tùng rồi ơi, anh sợ lắm. Lên đây. Anh nghe thấy tiếng con vợ anh, người anh nó cứ nhún ra. Cứ lên đây. À. Đeo cái này vào tay. Cứ đeo vào. Bây giờ nhá, anh xông vào đấy tác chiến luôn. À. Em ở ngoài này chỉ đạo từ xa, à, hiểu chưa? Mình đang là dại cơ mà. À. Mình dại mình có quyền. Đúng rồi. Xông vào. Ừ. Thế vào nhá. Vào đi. Anh vào nhá. Rồi. Cắn luôn. Cô Tú Vịt đâu? Cô ra đây, hôm nay tôi sẽ bùng cháy với cô. Giờ này dám tác cái mặt về à? Có muốn bùng cháy nữa không? Nằm xuống. Nằm xuống. Cô đừng có quát tôi thì tôi cứ sợ cô đấy. Cô làm gì được tôi? Đứng dậy ngay. Hỏng hết kế hoạch bây giờ. Ờ, anh quên. Này nhá, cô có nhìn thấy cái gì đây không? Hả? Hôm nay tôi bùng cháy. Bùng cháy. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Em xin. Từ từ, bình tĩnh. Cái gì đấy? Chú làm cái gì đấy? Chờ em một tí rồi em giải thích cho. Em xin. Tránh ra, lùi ra. Làm sao thế? Lùi ra. Ông ấy vừa bị chó dại cắn, đang lên cơn dại đấy. Tiến gần đến ông cắn phát chết luôn. Cái gì? Chú bảo là anh ấy bị dại á? Vâng. Ông ấy vừa mới cắn chết một lúc 3 con chó với cả 1 con trâu. Em phải huy động thanh niên làng ra, người ta cột vào trong cột nhà em rồi. Thế mà còn cắn đứt dây để phi về đây. Ông ấy nói là phải về bằng được để cắn cho chị một phát. Cái tội là hàng ngày có phải chị hay đánh ông ấy không? Khổ quá cơ. Đúng là thường ngày chị hơi mạnh tay với anh ấy thật. Nhưng mà ai lại nghĩ cơ sự nó lại ra thế này chứ. Úi dồi. Giúp chị với. Cách thì có, thế nhưng mà cũng phải cần cả sự giúp đỡ của chị nữa. Để anh ấy khỏi dại, cách gì chị cũng làm. Cách gì cũng làm nhá. Ôi chú ơi. Cái gì đấy? Để yên đấy. Nào. Sao mày đá? Với cái liều này nhá, với cái ông này nhá, cũng phải liều của cá voi xanh đại dương thì mới chữa được. Ôi trời ơi, chú ơi, sao chọc mạnh thế? Ôi trời ơi, xong rồi đấy. Được chưa? Xong rồi. Anh xỉu ơi, ôi chú ơi, từ chú. Ôi trời ơi, đây, anh ngồi đây. Ôi anh xỉu ơi. Khổ quá cơ, tự nhiên lại dại như thế này cái chứ lì. Này, bây giờ chị đưa ông ấy vào nhà. Không ở ngoài này nắng nóng thế này, một lúc nữa mà ông lại tái phát bệnh, ông cắn cho một phát là dại cả nhà luôn đấy. Anh xỉu ơi, anh xỉu. Lá vàng còn nở trên cây, lá xanh đã rụng xuống ngay lá vàng. Mai, cái gì đấy? Là xỉu. Bà Tú ơi, cái gì đấy? Ông đã chết rồi mà bà hờ. Thôi, bây giờ đưa chồng vào trong nhà. Với cả nhớ nhá, chừa cái thói bạo lực gia đình đi, chừa cái thói đánh chồng nho nhoáy đi, nhớ chưa? Chị hứa, từ bây giờ trở đi chị sẽ không đối xử với anh như thế nữa. Thôi em về đây. Em về nhá. Vâng. Từ giày trở đi nhá, xỉu này sẽ là xỉu vàng, xỉu bạc, xỉu kim cương của đời em. Em sẽ không bao giờ đối xử với anh như thế nữa. Nào,
nhớ phải hậu tạ em đấy nhá. Ok, anh cảm ơn sau nhá. Em mới là người phải cảm ơn anh chứ. Anh đã tha thứ, anh bỏ qua cho em. Yêu anh lắm xỉu à. Nói nhanh, chọn buồn. Alo, em à, sao? Thế em có đến được không? Em nói rồi, không là không, chia tay là chia tay. Anh đừng có gọi nữa, em không nghe máy đâu. Thì em bình tĩnh đã nào. Em suy nghĩ lại đi. Anh hỏi em nhé, thế trong suốt thời gian chúng ta bên nhau, có ai chiều chuộng em như anh không? Có ai chu cấp tiền bạc đầy đủ như anh không hả? Thế chuyện tôi muốn làm bà chủ, tự kinh doanh để kiếm tiền, không phải ngửa tay nhận từng đồng của anh nữa thì anh đã tiến hành chưa? Ừ, thì cái chuyện này cứ thư thư rồi có thời gian thì anh sẽ sắp xếp. Bạc tỷ chứ có phải vài trăm đâu mà em. Mấy cái thư thư rồi, sao? Không có tiền chứ gì? À? Hay tiếc thì nói thẳng ra. Thôi không nói nhiều nữa, chia tay đường ai nấy đi, chấm hết. Cái gì? Chia tay á? Cô nói cái gì? Đơn giản thế à? Một câu giáo huảnh thế là xong à? Thế tôi hỏi cô nhá, nhá. Thế tiền chu cấp hàng tháng tôi đưa cho cô, rồi tiền mua nhà, mua xe, rồi các thứ, cô có tính thế nào hả? Lão thế chứ gì? Ơ kìa Khuê. Khuê, sao nhìn bực bội, mặt mày căng thẳng thế? Bị bồ đá à? Không đấy à. Cú quá, cú đến long ngóc. Hả? Làm sao? Bao nhiêu tiền của chứ đòi gì đâu. Ôi dồi ôi, tiền của nào? Thì tiền tôi chu cấp hàng tháng cho cô ấy, cộng lại cả chục tỷ chứ đòi gì à. Định nuốt không của thằng này á? Không xong đâu nhá. Không, cậu lại đây tớ hỏi cái. Cậu có quen luật sư nào không? Kiện ngay vụ này cho tớ. Không trả thằng này á thì cho ngồi rũ tù. Nếu không ấy thì cho đầy lên mặt báo, xem có ngẩng mặt lên yêu được thằng nào không. Thế cậu có bằng chứng về việc đưa tiền không? Có làm hợp đồng giấy tờ hay ghi âm gì không? Nếu không có bằng chứng thì mình tạo bằng chứng giả. Sợ gì? Ôi, không đùa được với pháp luật đâu. Vụ này ấy, tớ chịu thôi. Sao lại chịu? Ui kìa, cậu... Cậu có mà cậu ấy, bắc thang lên hỏi ông giời nhá. Everybody making down a boot.